Đứng tên giờ nó cũng cũng bay đi bay về đang kết hợp, tại vì bên đây cũng có sàn và có công ty bất động sản mà vừa đào tạo mà vừa có cái toàn là vừa có viện đào tạo, đúng rồi, vừa có viện đào tạo mà vừa là nhà đầu tư nữa, thì có nhiều hệ sinh thái bên đây nhiều mà, người ta là vừa đào tạo mà vừa có thực chiến đó, nên chị yên tâm những cái thủ tục đó thì bên này quá gần. Nhưng mà nguyên tắc là mình làm mình cứ mở rộng thôi, thì chị có địa bàn ở dưới, toàn có địa bàn trên đây thì mở rộng không mắc gì đâu. Đúng rồi, từ chỗ chị lên tới đây là bao nhiêu cây số ta? À, mấy trăm đi được mà. Đi ô tô thì cũng dễ mà. Có nó sàn luôn chứ. Có đầy đủ hết, là hệ sinh thái mình tới 26 hệ thống mà, 26 công ty dưới mà, có phần mềm cho chị thực hành luôn, môi giới có app luôn, CRM luôn, nói chung rất nhiều thứ để làm, vậy thì nó mới cạnh tranh được với thị trường, chứ còn đào tạo không là không ăn thua. Đào tạo giống như mấy thầy thì chỉ có đào tạo lý thuyết thôi, còn này ta thực chiến luôn mà, dự án ta trải dài khắp nơi mà. Trên toàn mình tên Toàn, viện trưởng viện đào tạo Bách Khoa luôn các chị, số này số hotline là mình luôn đấy. Chị tên gì, chị tên gì chị ơi? Chị Phương đúng không, ở Gia Lai đúng không? Rồi chào chị Phương. Đúng rồi, phải có hai chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, đúng rồi, cho dù chỉ có đại học hay tiến sĩ thạc sĩ gì cũng nó cũng cho. Vậy chi cho mất công, chị cứ học ở đây đi, chị học ở đây 6 buổi tối thôi, tổ chức sắp tới là ngày 23 là tháng 3 là mình tổ chức nè, 10 ngày nữa thôi. Ở dưới Bình Phước cũng đang có một lớp đang tính tổ chức nè, họ cũng học online đấy, rồi họ lên đây họ thi. Bình Phước chắc cũng gần chị mà đúng không? À, nước gần chị còn à, xa xa đúng rồi, xa đúng rồi. Sắp xếp đi hả? Chị cứ gửi thông tin rồi sẽ kết nối Zalo đi, chị lấy cái Zalo này nè, 0908. Kết nối Zalo đi rồi mình gửi thông tin cho chị dễ. Đúng rồi. Rồi 0908. Rồi 200. Rồi 899. Tiến sĩ gì? Tiến sĩ Thái Anh Toàn. Rồi, ok, cảm ơn chị Phương nha. Rồi, chào chị Phương.